Xin kính chào quý khán thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự của chúng tôi. Kính thưa quý vị, ngày càng lộ rõ chân tướng tại sao Nguyễn Phú Trọng im lặng về bãi tư chính và đồng thời lý giải hành động tại sao ông Trọng dắt tay ông Vượng, hành động củng cố ngai vàng, chăm chút cho quyền lực hay tìm người thừa kế. Trong lúc dư luận xôn xao và lo lắng sự trở lại của tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc, tiếp tục xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào ngày 13 tháng 8 năm 2019. Một số chuyên gia quan sát nhận định rằng khi tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 trở lại bãi Tư Chính cùng với hai tàu hải cảnh được trang bị vũ khí tối tân nhất của Trung Quốc hộ tống sẽ làm cho tình hình căng thẳng hơn giữa Trung Quốc và Việt Nam, có thể dẫn đến nguy cơ bùng nổ chiến tranh giữa hai bên nếu Việt Nam sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc. Thời gian qua Dư luận tại Việt Nam rất bức xúc khi thấy các lãnh đạo đứng đầu Việt Nam như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Thị Kim Ngân không hề lên tiếng, chỉ im lặng bò bò giữ ghế. Bây giờ mới biết, trong ngày 13 tháng 8, khi ông Nguyễn Phú Trọng bị bận vì phải lo chủ trì cuộc họp ban bí thư về việc chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị nhân sự đại hội các cấp đảng bộ và đại hội 13, nhiều người dân bức xúc trước tình hình tổ quốc lâm nguy Trung Quốc tiếp tục xâm phạm chủ quyền và tàu ngư dân lại bị tàu Trung Quốc truy đuổi tại Trường Sa, thì ông Nguyễn Phú Trọng chỉ lo việc sắp xếp nhân sự để củng cố vị trí quyền lực của ông trong đại hội 13 sắp tới. Riêng bà Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân thì miệng câm như hến kể từ sau chuyến thăm Trung Quốc. Còn ông Phúc thì quá bận bịu lo đi lòng vòng tuyên bố bốc phép. Công an và quân đội thì tìm mọi cách tiêu diệt các phần chống đối đảng được cho là thế lực thù địch với những con người lãnh đạo và cả hệ thống đứng đầu của một quốc gia không quan tâm gì đến tiền đồ của đất nước, tương lai của dân tộc, mà chỉ tìm mọi cách để bám quyền, bám ghế, đất nước không mất mới là chuyện lạ. Đó là nhận xét của một người đăng tải trên Facebook cá nhân của mình. Còn với câu chuyện ông Nguyễn Phú Trọng dắt tay ông Vượng, người ta cho thấy có vẻ như ông Nguyễn Phú Trọng đã chọn được một người thừa kế, nhưng trong tình hình căng thẳng của bãi tư chính, thực ra Họ chỉ quan tâm đến cái ghế của họ mà hoàn toàn phớt lờ đi sự an nguy của Tổ quốc. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đột ngột xuất hiện sau một thời gian vắng mặt trên truyền thông. Điệp khúc vắng mặt xuất hiện của ông ngày càng dày đặc hơn, cho thấy một sự bất an và bất ổn trong chính những người và trong nội bộ của những kẻ cầm quyền. Trong đợt bàn về nhân sự của đại hội 13, dự kiến diễn ra vào năm tới. Đáng chú ý trong đợt xuất hiện vào ngày 21 tháng 6 năm 2019 và sau đó người ta thấy hình ảnh ông Nguyễn phú Trọng dắt tay ông Trần Quốc Vượng được đăng tải trên truyền thông báo chí. Ông Trần Quốc Vượng là thường trực ban bí thư nhân vật số 2 trong đảng. Lãnh đạo Việt Nam đột nhiên biến mất vào ngày 14 tháng 4 năm 2019 sau một chuyến công tác tại tỉnh miền Nam với lý do sức khỏe. Một số thông tin không chính thống khẳng định ông Trọng bị liệt nửa người. Nguyễn Phú Trọng đã không thể làm trưởng ban lễ tang cựu chủ tịch nước Lê Đức Anh ngày 3 tháng 5 như thông lệ. Đúng một tháng sau, ông Trọng trở lại chủ trì liên tục 3 cuộc họp quan trọng của đảng, nhưng rồi sau đó lại biệt tâm. Điểm nổi bật trong đợt tái xuất lần 2 của ông Nguyễn Phú Trọng là hình ông Trọng nắm tay ông Vượng nằm ở trung tâm bức ảnh, hoàn toàn tương phản với hình ảnh ông Vượng gần như đơn độc trong ngày lễ quốc tang Lê Đức Anh nhiều người phỏng đoán bức ảnh nói trên là một bằng chứng nữa cho thấy nguyễn phú trọng có thể chọn trần quốc vượng làm người kế nhiệm từ nha trang nhà báo võ văn tạo trả lời phỏng vấn đài phát thanh quốc tế pháp ngữ về một số điểm đáng lưu ý của đợt xuất hiện lần thứ hai của nguyễn phú trọng trong bức hình công bố cho thấy bộ chính trị có khoảng gần chục người đang đi bộ trong bức ảnh ông nguyễn phú trọng dắt tay ông thường trực ban bí thư trần quốc vượng phía sau lấp ló gương mặt của Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng. Mà những ai để ý, trong đám tang ông Lê Đức Anh rơi vào ngày 3 tháng 5, tại đám tang đó, ông Trọng không xuất hiện với tư cách trưởng ban lễ tang, mà đại diện cho Trung ương Đảng là ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng, đồng thời làm nhiệm vụ của trưởng ban lễ tang, chứ không phải là Trần Quốc Vượng. Theo đánh giá của nhà báo Võ Văn Tạo, nếu ông Trọng không muốn làm nữa hoặc do sức khỏe không cho phép, ông sẽ chọn người kế vị là Trần Quốc Vượng. Lý do là hai người có nhiều nét giống nhau xuất thân từ giáo điều say xưa chủ nghĩa xã hội lý thuyết Mác Lê. Còn những người khác thì lúc này lúc khác nói để chứng tỏ là mình là cán bộ của đảng nhưng thực tế không phải nặng nề về cái đó lắm. Có thể ông Trọng quan niệm là bây giờ muốn cứu cái đảng này thì phải trị nạn tham nhũng quá nặng nề. Ông Vượng có thể sẽ làm tốt điều này. Đặc biệt từ khi ông Vượng phụ trách Ủy ban Kiểm tra rồi thường trực Ban Bí Thư thì các đảng viên cao cấp tham nhũng bị xử lý rất nhiều. Tôi tin là trong những việc này, ông Vượng là người làm chủ yếu chứ không phải là ông Trọng. Có lẽ bức ảnh nói lên ý đồ của ông Trọng thực tế thế nào còn phải theo dõi tiếp. Tại sao sự việc ông Nguyễn Phú Trọng dắt tay ông Nguyễn Phú Trọng lại làm cho chúng ta quan tâm ở thời điểm hiện nay? Có lẽ nếu ai quan tâm đến lợi ích của đất nước thì có thể thấy là ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã bất chấp thực tiễn diễn ra trong khối các nước Cộng sản. Rõ ràng là các khối các nước xã hội chủ nghĩa do thiết kế chính trị rất sai lầm. Cho nên Liên Xô quê hương cách mạng tháng 10 năm 1917 đã hơn 100 năm, cách nay gần 1 phần 3 thế kỷ đã bị quăng vào sọt rác. Cùng với hàng loạt các nước Đông Âu, còn những anh chị ở châu Á, châu Mỹ mang cái chữ là xã hội chủ nghĩa hoặc là ban lãnh đạo còn mang chữ Cộng sản nhưng thực tế để tồn tại được, họ đã phải xa lánh rất nhiều lý thuyết cộng sản. Hầu hết các nước như Trung Quốc, Việt Nam đều từ bỏ. Những anh nào quyến luyến bám chặt lấy những nguyên tắc đó như Bắc Hàn chẳng hạn, thì còn nghèo nữa. Nếu như ông Trần Quốc Vượng vẫn đi con đường và đường lối này vẫn say sưa mắc lê như ông Nguyễn Phúc Trọng, thì cơ hội cho đất nước chuyển biến cất cánh là rất khó. Bị xương xích, bị mang cái vòng kim cô mắc lê thì rất mệt. Chỉ để lại những điều không hay cho đất nước, cho dân tộc mà thôi. Đồng thời, cần nhắc lại rằng các nước mang danh chủ nghĩa xã hội càng bỏ xa các nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội thì càng đỡ lấy khổ bấy nhiêu về kinh tế cũng như xã hội, về quân sự cũng như tất cả các mặt trận khác. Trước đây, ai cũng biết Việt Nam đã có xuất khẩu nông sản tuy không nhiều lắm. Rõ ràng khi bắt đầu hợp tác xã và nông nghiệp hóa, lấy toàn bộ đất đai cho nhà nước nắm, trước hết là hợp pháp hóa giống như mô hình Stalin thì Việt Nam đói nhăn răng cứ mỗi năm phải nhập vài triệu tấn lương thực. Thế nhưng khi ông Nguyễn Kim Ngọc tỉnh Vĩnh Phú bí mật cho khoán hộ gia đình không phải ăn chung làm chung nữa thì bắt đầu khá lên. Ban đầu ông bị kỷ luật, sau này ban lãnh đạo đảng mới nhận ra là mấy chục năm trời hợp tác hóa là việc rất ngu dại mới thừa nhận ông Kim Ngọc và sau này trả lại ruộng đất cho nông dân Rõ ràng nước nào bỏ các nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội do masker áp đặt thì xem ra càng phát triển hơn. Quay trở lại với câu chuyện thời sự về bãi tư chính, nếu còn đi theo đường lối của ông Nguyễn Phú Trọng thì rồi Việt Nam, biển đảo, đất liền đều sẽ bị bán cho tay giặc mà thôi. Vì ông Nguyễn Phú Trọng rất mê đường lối chủ nghĩa Mark Lenin mà Trung Quốc dưới sự lãnh đạo khéo léo ma thuật của Tập Cận Bình lại làm cho Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng Trung Quốc vẫn là nước cộng sản và do vậy để bằng được Trung Quốc, Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng sẵn sàng bắt trước và làm theo cung cách cũng như sự dạy bảo của Tập Cận Bình mà thôi. Cùng cách lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay không khác nào một chư hầu cho Trung Quốc. Sau khi cho tàu khảo sát đại dương địa chất 8 vào được tàu hải cảnh cũng như dân quân hộ tống và thăm dò trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại Bãi Thư Chính, phía Nam Biển Đông, gần quần đảo Trường Sa từ đầu tháng 7 năm 2019. Trung Quốc vẫn bám trụ tại chỗ bất chấp những tuyên bố công khai phản đối và lời kêu gọi rút đi của các nước, trong đó có của Mỹ. Theo ghi nhận của giáo sư Ryan Mathison, trường hải chiến Mỹ, người đầu tiên tiết lộ hành động này của Bắc Kinh, thì mãi cho đến tận bây giờ, tàu của Trung Quốc vẫn hoạt động trong khu vực, thậm chí còn có vẻ tăng thêm viện trợ là những chiếc tàu hải cảnh của Trung Quốc. Đứng trước tình trạng dầu sôi lửa bỏng đó mà xem ra các vị lãnh đạo vẫn bình chân như vậy. Tại sao Việt Nam lại bị Trung Quốc gây sự lúc này? Và phản ứng của Việt Nam có đủ mạnh hay chưa và phải làm thêm những gì? Tình hình có thể diễn biến ra sao? Đó là những câu hỏi mà chúng ta có thể nhận thấy là rất xứng đáng để trả lời. Nhưng các vị lãnh đạo Việt Nam hiện nay từ Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Trần Quốc Vượng, vân vân và vân vân đang tập trung đấu đá, tranh giành, phân chia, thỏa hiệp với nhau về những chiếc ghế trong bộ chính trị. Lãnh đạo hèn kém làm cho đất nước nhu nhược. Vì lỡ đi theo con đường chủ nghĩa xã hội mà người ta hay gọi là xạo hết chỗ nói, thế nên ông Nguyễn Phú Trọng cùng bè lũ lãnh đạo thường xuyên nói xạo, thường xuyên nói dốc, đánh lừa dư luận trên mặt trên mũi. Tất cả mọi hình thức này đều là để củng cố duy trì quyền lực cho đảng, cho chính cá nhân của các ông mà không quan tâm đến lợi ích của dân tộc, lợi ích của đất nước và của thế hệ tương lai. Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Mong quý vị tiếp tục ủng hộ, chia sẻ và để lại cho chúng tôi ở bình luận phần bên dưới. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.